Vâng, chào các bạn. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 16 tháng 1. Và có thể đây là lần cuối cùng trong năm 2022 chúng ta đón chờ một đợt tăng lên vùng 52.000. Và mình xin nhắc mạnh lại, đây có thể là lần tăng cuối cùng và các bạn có thể thấy giá 52.000 lần cuối cùng trong năm 2022. Nhà tiên tri vũ trụ Cú Ca mạo phép dự đoán. Ok các bạn, đây bây giờ chúng ta mở các cái khung thời gian như là 2D và 3D như mình thường xuyên nhắc mọi người, thì con sóng này nó đã đi tương đối lâu rồi và chưa thấy một đợt hồi nào thực thụ. Có thể chúng ta có thể xem đây là một đợt hồi, tuy nhiên mà nói đó một đợt hồi mạnh thì chưa phải. Thì bây giờ mình đang thấy cái xu hướng của thằng H2D và thằng 3D này, nó đang có xu hướng muốn muốn quay lại, nó test cái vai bên phải này các bạn. Và đó có thể là đợt hồi cuối cùng trong năm nay. Và sau đó thị trường có thể bước vào một cái downtrend dài hạn nha các bạn. Thì đó là cái dự đoán của mình. Và các bạn cẩn thận, nếu chúng ta ăn thì chúng ta phải biết cách chốt lời hợp lý, chứ đừng kỳ vọng quá xa. Và hôm bữa thì mình có cho các bạn một cái kèo lông ở vùng tầm 42k, 42k5 thì phải, mình nhớ không nhầm thì hôm kia mình có cho các bạn vào cái lệnh chỗ này này, không biết có ai còn cái lệnh đó không. Nếu còn thì chúng ta cứ tiếp tục giữ thôi, còn nếu không còn thì chúng ta có thể mua ngay bây giờ, nhưng mà chú ý cái volume và cái khả năng chịu nhiệt của mọi người nha. Nếu mà giá nó phá qua cái vùng 41k7 thì chúng ta phải cắt lỗ nha. Nếu mà giá nó phá qua đây thì chúng ta phải cắt lỗ, bởi vì nó sẽ đi, nó không lên nữa thì nó xuống thôi. Ok, thì bây giờ chúng ta cùng nhìn lại cái khung 3D này á, chúng ta thấy gì? Tất cả dấu hiệu như là phân kỳ mình cũng đã nói rồi, đây là dấu hiệu phân kỳ trên khung lớn, khung tuần cũng vậy, đó là một dấu hiệu phân kỳ trên khung tuần luôn. Như vậy thì giá trên khung tuần nó cũng phá qua cái đường trung bình động chu kỳ lớn rồi, cái đợt hồi vừa rồi cũng yếu quá. Như vậy mình đang chờ một cái đợt sóng của thằng 3D, nó vòng lên một chút vùng 52k. Thì vùng 52k đối với khung tuần thì có thể nó về lại, nó test cái trung bình động đường chu kỳ ngắn và nó sẽ tiếp tục đập xuống. Thì khi mà đập xuống thì lúc đó chúng ta sẽ chứng kiến một cái mùa đông ít nhất là một năm, mà dài dài có thể 3 tới 5 năm đó các bạn. Điều đó không có nghĩa là Bitcoin sẽ chết nha mọi người. Trong một cái thị trường tài chính thì luôn có những cái chu kỳ tăng trưởng, phân phối và suy thoái, đó là chuyện hết sức bình thường. Cái việc suy thoái trong một cái thị trường tài chính nó luôn xảy ra, dù bạn có muốn hay không, thì đó là một cái gọi là reset cuộc chơi bắt buộc phải xảy ra. Thì khi nó reset rồi thì mới có những cái trò mới nó xuất hiện, nên chúng ta hoàn toàn chủ động. Vì sao? Nó có sập cũng là chuyện bình thường, đó là mọi chu kỳ tài chính, mọi thị trường tài chính đều có cái chu kỳ sập như vậy. Không quá ngạc nhiên, không quá hoang mang nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta nhìn lại các cái khung thời gian như thế nào. Khung lớn thì mình nói nó sẽ có một cái đợt hồi, nếu mà ngon nó hồi được về 52 53k, nếu không ngon thì nó về cái vùng test Covid đây, cái vùng 45 46 ngàn đây. Ok, đó là cái dự đoán của mình. Nếu mà hồi tốt mà mình nghĩ nó sẽ hồi lên được 52k thôi, không có gì đâu. Chúng ta nhìn lại thì cái con sóng H4 chúng ta thấy này, nó đi được một sóng rồi nè, một nè, hai nè. Thì bây giờ mình rất hy vọng nó phá qua cái đỉnh này thì nó sẽ đi đi sóng sóng ba, sóng ba của H4. Thì khi sàn H4 đi sóng ba thì chúng ta sẽ thấy cái lực lên nó rất là mạnh. Thì chúng ta cùng chờ xem cái sóng 3 này có vượt nổi cái đỉnh này không. Nếu nó không vượt nổi cái đỉnh 1 này thì coi như sóng 3 thất bại nha mọi người. Thì buộc phải phá được cái đỉnh số 1 thì theo lý thuyết Dow thì nó mới hình thành con sóng 3. Thì lúc đó sóng 3 này á, thì biết đâu nó sẽ có con sóng 5. Thì mình cùng chờ xem thử là thị trường nó sẽ đi như thế nào. Đó, con sóng 4 thì nhìn lại nó vẫn còn ổn, vẫn ok. H4, khung thời gian H4 nó vẫn nằm trong uptrend. Uptrend trên H4 nha các bạn. H1 H1 thì hôm qua khi mà nó phá xuống gì nó downtrend, nhưng bây giờ nó đã quay lại rồi. Thì coi như H1 cũng uptrend. Như vậy hai khung thời gian H1 và H4 uptrend. Chúng ta cùng xem thử H1 và H4 có đẩy nổi lên để tạo thành uptrend cho những khung lớn hơn không. Ví dụ như khung H12 nè. Nó chỉ cần nó phá qua đường test Covid này thì coi như khung H12 rơi vào uptrend ngắn hạn nha các bạn. Thì lúc đó thì chúng ta hoàn toàn hy vọng con 2D và 3D nó kéo lên thì chúng ta có một cái mùa 52, 53K nữa. Đó. Tuy nhiên nhớ nha các bạn, cái mùa này thì ăn phải biết vừa mồm, nếu mà chúng ta quá tham lam
khi nó lãi mà chúng ta không chốt lời thì đến lúc nó âm thì lúc đó hỏi mình bây giờ cắt lỗ ở đâu, bây giờ làm sao hâu được không thì mình trả lời không được đâu. Có lãi mà không chốt thì đó là một tội ác nha các bạn. Rồi những cái khung thời gian nhỏ thì nó vẫn còn ổn. Các bạn nhớ nè, cái vùng cắt lỗ tốt là cái vùng dưới cái cây engulfing đây nè, cây nến thân dài màu xanh đây nè, trên khung H4 đó là vùng 41K6 hoặc là 4K7. Các bạn sẽ canh chốt lỗ chốt lỗ ở cái vùng này, là target thì cứ lên cái vùng test covid một phát. Còn nếu mà bạn nào lì lì thì cứ target lên cái vùng đỉnh cũ nè, 52.000 nè. Đó là những cái nhận định của mình về thị trường. Oncoin thì các bạn cứ mua đại đi, tại vì khi Bitcoin nó lên thì thằng Oncoin nó sẽ lên theo thôi. Và Oncoin luôn chứa những yếu tố bất ngờ, nó có thể nó bay x2 x3 đó là chuyện hết sức bình thường. Nên chơi Oncoin giống chơi lô đề thôi, các bạn cứ vừa khấn vừa chơi thôi chứ cũng chẳng biết gì. Không biết thằng nào nó x2 x3 đâu các bạn. Khi mà một cái mùa Oncoin nó tới thì chẳng biết thằng nào bay mạnh bay nhẹ đâu. Mình thì mình hay rải rải ra mình mua chứ mình không có tập trung một con. Tại vì khi tập trung một con các bạn nhìn những con khác nó bay các bạn khó chịu lắm. Mình xem dữ liệu Bitcoin đâm thế nào nha. Bitcoin đâm thì nó cũng tìm cận cái đáy này các bạn. Nó đang chờ một cái mùa rực rỡ. Nhưng mà mùa đó chỉ kéo dài khoảng 1 tuần 2 tuần thôi nha các bạn, không có quá lâu đâu, nên là cẩn thận. Khi mà Bitcoin đâm nó phá xuống này cùng với Bitcoin nó lên vùng 43, 44, 45, nó lên 45 thì bắt đầu Oncoin nó sẽ bay. Thì lúc đó nó tìm cận cái vùng test Covid này. Thì lúc đó không biết là cái vùng test Covid này nó có cản nổi giá không. Nếu nó cản được thì mùa Oncoin sẽ rất ngắn ngủi. Nhưng nếu mà nó phá qua được vùng này thì mùa Oncoin rất rực rỡ nha. Và rực rỡ mấy thì 52.000 cũng là nên là bến đổ nha các bạn. Cẩn thận bởi vì tham lam quá sẽ tới lúc bị thua ngược đó. Rồi Bitcoin đâm rất đẹp nha các bạn, nó chỉ cần một chút xíu nữa thôi là nó phá qua cái đáy cũ và biết đâu có một mùa Oncoin nha. Mọi dữ liệu thị trường bây giờ có vẻ ủng hộ cho một cái xu hướng lên trong ngắn hạn. Có vẻ không biết là nếu mà nó đẹp như vậy thì có điều gì nguy hiểm đang chực chờ không. Người ta nói khi mà mọi thứ quá đẹp thì cẩn thận xem, biết đâu có một cái nguy hiểm nào đó nó chập chừng nó chờ. Chúng ta thấy bây giờ hiện tại giá nó đang bị nhốt trong một cái tam giác này các bạn, nó bị nhốt trong cái tam giác này. Khi H4 nó lên xong nó bắt đầu nó thu hẹp lại này, thì bây giờ chúng ta thấy nó nằm trong cái tam giác. Thì khi nào nó phá vỡ cái tam giác đó thì coi như là giá nó sẽ break out và nó đi theo một hướng xác định. Bây giờ thì nó vẫn nằm trong cái tam giác này thôi, chưa có dấu hiệu gì đặc biệt đó. Và nó cũng sắp phá rồi các bạn, nó có lẽ nó sẽ như thế này. Chúng ta cùng chờ xem nó như thế nào nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn nhớ comment nha. Mình làm mà không ai comment trắng quá, chắc tuần mình ra một video á. Cảm ơn các bạn đã xem.